Hello mấy chị yêu, em lên cho mình một cái set đồ vest. Trời ơi mấy chị ơi, nó xinh ơi vô cùng luôn mấy chị nha. Tông này là một tông màu hồng dâu cực kỳ Hàn Quốc đúng không mấy chị? Set này mấy chị không có sợ kén da nha, cái màu hồng dâu này nó không có sến mà nó còn làm da của mấy chị trắng lên tầm 3-4 tông rồi đó, đã lắm luôn á. Rồi em vest này thiết kế cho mình chất vải dày dặn chắc form mấy chị nha, nó là cô tông lạnh mấy chị nha. Trời ơi cực kỳ đẹp, mát, nhẹ nhưng mà chắc form, đứng form nó không có bị eo ụt mấy chị nha, nhìn em nè. Đó, tay của nó sẽ là tay nhúng nhẹ và lửng lửng nha, tạo sự trẻ trung cho mình. Đặc biệt em mê cái chân váy quá mấy chị. Cái chân váy này sẽ là dây kéo bên hông, xếp ly cho mình nè, và cái độ dài của nó vừa phải chứ không có ngắn như chân váy thị trường đâu. Với lại điều quan trọng là em có lót quần ở bên trong cho mấy chị hoạt động và đi đứng thoải mái mấy chị nha. Rồi set này em tặng kèm luôn cả áo dây trong cho mình màu trắng để mấy chị có thể dễ dàng mình phối ha. Chị nào chốt đơn thì tranh thủ giùm em mà từ 45 đến 65 kg chị em mình sẽ có size. Inbox Zalo cho em nhé, ngày hôm nay sở hữu một cái em vest, một cái bộ vest cực kỳ cưng thế này với chị nha. Bỏ đi du lịch đem em này theo và chụp hình là hết sảy với chị nha, trẻ lại mấy tuổi luôn á. Lên đơn liền giùm em trong Zalo nha, bởi vì hôm nay em đang có chương trình ưu đãi free ship cho khách hàng đặt hàng. Cho nên mình đặt trong hôm nay để được hưởng ưu đãi này của nhà em với chị nha. Hello mấy chị yêu, em đang lên cho mình một cái set vest, mấy chị thấy trẻ trung không, Hàn Quốc không mấy chị? Em là set vest áo phối chân váy dọc ly mấy chị nha. Cái chân váy dọc ly này có quần lót trong á, có nghĩa là cái chân váy dọc ly này là chân váy quần, cho nên mấy chị không sợ là kiểu bị lộ nha, và nó không có bị ngắn như là hàng thị trường đâu mấy chị. Rồi em may cho mấy chị là không có ngắn nha, dây kéo bên hông mấy chị nha. Rồi áo vest này của em sẽ là một cái mã áo vest tay nhúng, tay lợ nhúng nhúng nè, nói chung cái kiểu là cái kiểu Hàn Quốc một tí nha. Rồi vai của chị nè, cổ nè, rất là đẹp đúng không? Em tặng kèm luôn mấy chị một áo lót trong luôn mấy chị nha, áo dây ở trong luôn, em có tâm không ạ? Em này size chạy từ 45 đến khoảng 65 cân mấy chị nha, và màu của nó là màu xanh. Em là tông màu xanh dạng xanh cobalt á, cho nên mấy chị mặc lên cực kỳ trắng da và trẻ trung. Mấy chị mặc cái set này đi chơi nè, đi làm nè, đi du lịch nè, chụp hình là hết sảy luôn mấy chị. Rồi tranh thủ chốt đơn giùm em bằng cách inbox và Zalo cho em ngay ngày hôm nay để được hưởng ưu đãi miễn phí ship toàn quốc của nhà em mấy chị nha.